Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị có một buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và con cũng xin chia sẻ thêm là bên con có cung cấp thêm các loại phân bón lá cho cây nè ha. Là gồm có là keo liền sẹo và thuốc kích ra rễ và thuốc nảy chồi ra lá nè. Và loại nữa là kích ra nụ và dưỡng hoa lau tàn, rồi thuốc trị sâu, nhì con nhện đỏ nè. Cái sứ mình hay bị vàng lá là hay bị con nhện đỏ nó bu ở mặt dưới á, mình mua đó về mình phun ha. Và thuốc trừ đen ngừa bị đen nụ, thối nụ rồi á. Sứ mình ra có nụ nhỏ nhỏ nó hay bị đen đầu thối á. Và phân hữu cơ để mình bón cho cây trồng đó ha. Cô chú và anh chị mình có cần mua để mà bón cho cây trồng mình thì liên hệ bên Hoa sứ Lê Gia ha. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ á. Thì mình có cây số 1 là cây sứ dáng nằm. Cây này được ghép giống là hồng hai lớp. Họng nó có màu đỏ thẫm á, cây mình ghép là nó được 7 bo sứ dáng nằm ha. Đây bào tàn cái nè. Củ nó chia làm hai khối nè. Cây này số 1 140.000. Tới một cây dáng nằm nữa ghép hai giống. Hồng cánh kép với Poseidon. Cây mình được ghép 7 bo, giá 180.000. Rồi một cây dáng nằm tiếp số 3, được ghép giống sĩ thư. Cây ghép 3 bo, củ này dáng nằm ha. 130.000 cây sĩ thư. Số 4 dáng nằm tiếp là ghép giống Vân Huế 7. Cây Vân Huế 7 này được ghép là 6 bo, 180.000. Cái giống này là cực xiên hoa luôn. Nó ra hoa rất là rộ. Rồi số 5 mình có cây sứ củ quá dáng nằm nữa, ghép giống Khôi Nguyên. Cây mình được ghép 6 bo, 160.000 cây Khôi Nguyên. Số 6 là cây dáng nằm ghép giống Hiệp Thành. Cây Hiệp Thành này được ghép 6 bo, giá 200.000. Tược nó ra rất là nhiều, cây mình đang rất khỏe luôn nè ha. Bộ lá dày xanh bóng mướt luôn, cho nụ. Đây, còn cái củ của nó. Cái phần nổi lên là con đặt thử là một gang tay mình ha. Số 6 Hiệp Thành 200.000. Số 7 một cây dáng nằm ghép giống Khôi Nguyên, ghép 4 bo, 140.000. Số 8, một cây củ quái nữa, ghép giống Dạ Khúc. Cây mình ghép 5 bo, 150.000 Dạ Khúc. Dạ Khúc này ra tựa dài ha. Số 9, một cây củ quái dáng nằm, ghép giống Khôi Nguyên. Cây ghép 5 bo, có bo này nó bị, không biết sao nó bị gãy ngang rồi ha. Nó bị gãy này nè, nó lên cái tựa khác rồi. Có như một bo nó mới lú ra. Cái này nó gãy rồi nó tức ra rất là nhiều tựa luôn. 4 bo đang ra dài cho nụ luôn. Rồi cây này số 9 150.000. Cái củ nó nổi lên phần này là chắc khoảng bằng hộp sữa 400g. Số 9 nha ha. Tới số 10. Số 10 mình có một cây dáng nằm tiếp. Cây này ghép giống Hồng Ngọc, cây 3 bo. Cây này cái hình nó giống như con cáo nó nằm có cái đuôi nó nè ha, nó đang cuộn cái đuôi nó lại luôn. Số 10 150.000. Số 11 một cây củ quái dáng nằm tiếp, ghép giống Thiên Hương. Hoa màu hồng, dạng cánh kép có hương thơm nhẹ. Cây Thiên Hương này ghép 9 bo, giá 180.000. 180.000. Số 12 là ghép giống mà cây này hai giống Ruby. Ruby này rất là xiên cho ra hoa luôn nè. Ruby màu đỏ năm cánh khôi à, con xin lỗi, Ruby và Kim Lân. Quay cây đây con ngó cây kia, con nói cây kia nói sai. Rồi cây số 12 này sứ củ quá dáng nằm là mình ghép à, giống Ruby năm cánh màu đỏ và ghép giống Kim Lân là dạng cánh kép màu đỏ. Cây ghép 4 bo, củ quái dạng mini. Số 12 150.000.
Số 13 là mình có một cây củ quái. Cây này người ta ghép hai giống nè. Khôi nguyên, hoa ba lớp màu đỏ. Và dạ khúc. Dạ khúc là màu hồng ha. Có cái lá này giống lá hiệp thành nè. Nếu đúng là hiệp thành là nó màu cam nữa. Như ba giống luôn. Đây, khôi nguyên thì đang nở hoa. Như cây này là mình có màu đỏ nè. Rồi dạ khúc màu hồng, sọc tím. Hiệp thành thì nó màu cam sọc ha. Cây mình ghép là nó 6 bo. Hay mình xem bộ tàn nó chứ ha. Đây, củ nó nè. Cây này vô cái chậu trắng dạng này. Cây này số 13 giá 350 ngàn. Số 14, một cây củ quái nữa, ghép 3 giống, rồng đen, hồng ngọc, dạ khúc. Rồng đen màu đỏ ha, hồng ngọc màu hồng, dạ khúc màu hồng sọc tím. Cây ghép 5 bo, 170 ngàn. Số 15, cây quýt lúc. Quýt lúc được ghép 6 bo, 130 ngàn. Số 16 là hàng một cốt. Cây ghép giống phúc thọ lên 2 tựa ha, 70 ngàn. Củ nó khoảng bằng cái chai C2. Rồi 17, cây minh thi 12, hoa màu cam sọc, một cốt luôn, 70 ngàn. 18 là cây thiên hương. Hoa đang nở luôn. Hoa này thì có hương thơm nhẹ. Thiên hương ha. Màu hồng nhạt, cánh viền hồng đậm nè. Đang có hoa như hình. Cái giống này nó rất là xuyên ra hoa luôn. Cây mình ghép 4 bo. Bộ tàn xòe ra tròn. 140 ngàn cây thiên hương. Số 19, long thành. Cây long thành này ghép 10 bo. 150 ngàn. Số 20, thiên nga đen, cây ba bo, nó bị cái sẹo cháy nắng, phỉnh này nó lành rồi ha, 100 ngàn. 21, Vĩnh Lộc Nam, cây ghép 8 bo, 150 ngàn. Cái củ nó khoảng bằng lon sữa 900 gram. 22, Phúc Tấn, hoa nó ba lớp, màu hồng có pha trắng, cây 5 bo, 130 ngàn. 23, cây đỏ cánh kép, cây ghép 5 bo. Bộ tàn của nó bung ra. 130 ngàn. Cây này vô vỏ 10, củ nó to, củ nó khoảng 2 gang tay, cái con vòng lại hơn nữa đó. 24 là mình có cây T1, cây ghép 5 bo. Tựa ra dài ha, tựa nó là một gang tay còn hơn luôn. 140 ngàn. À, cây này có ghép thêm giống hồng ngọc nữa nè, như là T1 với hồng ngọc, màu hồng với màu đỏ có viền. 25, cây hai giống tiếp, dạ khúc, khôi nguyên, cây 6 bo, củ cơ bắp luôn, 130 ngàn. 26, cây én con ghép 5 bo, 130 ngàn. Cây này chưa cơi củ. Cái tựa này thì nó có bị một cái vết sẹo khô ở đây rồi. 130. 27, cây tân quý, hoa 5 cánh, cây ghép 5 bo, 120 ngàn. 28, hồng hà, cây 3 bo, 120 ngàn. Tựa hồng hà ra rất là dài luôn. 29, yến nhi chín, ghép 10 bo, 180 ngàn. 30, ngọc khuê, 10 bo, bảo tàng ha. Rồi, củ này rất là to luôn, củ nó khoảng 2 gang rưỡi tay con vòng lại này, vô chặt cái chậu này luôn, 220 ngàn, cây ngọc khuê. 31,
Fancy Bar 12 bo 150.000. Hoa màu hồng có sọc, hoa nó mới vừa bung ra. 32 hương hạ màu vàng cánh viền hồng 5 bo 140.000 hương hạ. 33 Mỹ Vĩnh dạng lá màu. Đây cái lá Mỹ Vĩnh nè ha. Hoa nó dạng 5 cánh thôi. Cây mình ghép 5 bo 130.000 Mỹ Vĩnh. 34 bóp com. Cái bóp com này ghép 5 bo 130.000. Cái này cái bo ghép nó ra tựa kiểu như nhánh san hô nè ha. Cây này thì chưa coi cũ, con không biết cái cũ nó to cỡ nào. Số 34 bóp com 130. 35 cây Phoenix. Phoenix ghép 6 bo. Cũ này thì nó bị cái sẹo cháy nắng nhưng mà nó đã lành rồi, kéo da xanh luôn ha. 110.000 Phoenix, cái củ Phoenix này to khoảng hơn 2 gang tay con. Nó bị cháy nắng một phỉnh khoảng 3 ngón tay mình. Nên nó lành, nó ra da khô xanh lên. 110.000, cái này mua vì mình chăm thời gian thì cái vết sẹo này nó liền thôi. Rồi, hôm nay con giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống xứ ghép này ha. Và khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Còn mình yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Và con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.